ăn sáng xong rồi đi ra đi bộ ra cái phạt này, cái phạt này lên Sài Gòn. Cái tên cái phạt này tên là Sài Gòn nha, ở trên Mississauga. Người Việt mình cũng xin phép để được để cái bảng tên cái phạt này. Chắc có ông thượng nghị sĩ nào người Việt á. À, phải làm cho cộng đồng chứ. Trời lạnh lạnh nhưng mà đi bộ rất là thoải mái. Cái lạnh lạnh này giống ở bên anh Tư thôi, đi dẫn mẹ đi thôi. Mấy nay độ cộng, lại độ cộng. Nay là 2 độ cộng hả? Giờ độ cộng. Cái 1 độ không độ gì. Giờ đi cầm đi cà phê. Hai chị em ngồi cà phê, có mấy người làm sao đi bộ nữa nè. Nhưng mà cũng ra đường đi dạo nha. Chưa có tuyết. Còn này cũng hết trơn. Cái này đi mấy tiếng, một tiếng hết cái bạc một tiếng. Không, đâu có tiếng gì vậy. Đi một cái vòng này là một cây số thôi. Khoảng 15 phút. Đi nhanh 15 phút. Thì Zakibo cái nhà mà nhà lèo nó kêu Zakibo à. Không biết cái lèo cái nhà lèo mà nhà của chị có sao bán ra đó chứ không? Zakibo gì đó. Không biết em. Giờ trong đâu có được. Nó em quay cái hồ. Đây là cái hồ này nè, ở bên này người ta cũng xây cái hồ này in khem có lục đó. Nước ở đây thì mấy cái basement ở dưới nhà nữa. Người ta không có bị ngập. Tại đất cái Canada này là nó có cái đất sét ở dưới mà không? Nên nó đâu có rút nước. Nên là phải xây mấy cái hồ này chứa nước khi bị lụt. Không, nó sợ bữa nào mà nước nhiều quá, cống nó không mưa có... Tại vì Canada là mưa dữ. Bây giờ mưa, đâu, mấy năm nay mưa nhiều bị cái vụ mà hiệu ứng nhà kính đó. Rồi nó sợ là mưa nhiều quá cái cống nó không có. Có lần nào ở nhà em ở kia bị mưa quá đó, trời luôn á, ngập lên luôn. Tư vị đó. Đây đi ra cái đường khác. À gazebo, cái này kêu là gazebo. Sáng cái mấy này ông, gọi là gazebo. Mấy ông Ấn Độ ra đi đọc đứng vậy đọc này. Vốn lên xuống bắt đầu đi dọc. Mấy cái ghế này không phải là để cho ngồi không nha, ghế này cũng để là để chân lên để tập á. Chứ phải ghế người ta làm chứ ghế là cho ngồi mà là cũng là có công dụng là để tập người già bỏ chân lên tập thể dục. Đây là cái độ này nữa này á. Nó làm cho cái này bằng nhựa hả? Sắt chứ nhựa gì. Ồ, sao giống bằng nhựa mê ca gì mà không dụng cho mấy người già tập. Đây để cho công kiếm đu luôn đu. Có cái xà ngang nữa nào. Cái này bằng sắt hay bằng cái gì? Nhám nhám nè. Nhám nhám mà. Ồ. Này để cho êm nè. Ở trên này họ phải làm mềm mềm. Nằm để tập đó, Thủy đây nó dẫn để tập đó. Thủy đây thỏ nhiều mà. Ôi, Ngọc biết đó là cái nó ăn thấy thỏ nó chạy lên nó với sốc. Nó có cây blueberry nè, nó có cây mulberry là cái dâu tầm ăn đó. Rồi nó có cái cần nước dại nữa nha. Có một cái bảng nói về Việt Nam nữa là nguyên cái phạt này là Sài Gòn phạt nha. Cái này Sài Gòn phạt thôi. Sài Gòn phạt. Mississauga. Bên này là Mississauga dạo này là người Việt nhiều lắm. Vùng đó phát triển dữ lắm. Nó đi được tới vòng này gần tới điểm đích rồi. Mấy người cũng đi bộ kìa. Là một cây số một vòng. Ngày thường á là chị đi 4 vòng đó. Trời Canada này. Ở đây tính cây số không, không có tính mai như bên Mỹ. Ở đây kêu là French version. Bữa nay trời ui 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 ha. Giờ là 9, 10 giờ sáng rồi trời ui ui. Cloudy. Trời mây.
April or May. Nó có cái pier đi ra cái hồ nè, nhưng mà mùa đông là họ sẽ đóng lại nên mình không có đi ra được. Chắc họ sợ có tuyết á, rồi á nên đóng lại không có vô được. Hồ có mấy con vịt ở trong rồi, mấy con vịt giờ không ai phá nó được. Đi cái cảnh này cũng giống cảnh Na Uy. 800 mét hả? À, cái ghế này nè là có công dụng để tập chứ không phải ấy nè, chứ không phải để ngồi không nha. Hamstring stretch. Cái ghế này là không phải là công dụng để ngồi nha, mà để tập thể dục nữa đó. Ngồi cái người già tập thể dục. Nhà mình đi ra điểm thở đầu ra cái chỗ cái có chỉ hướng dẫn cái sai để mình cái đi nhà rồi nghỉ ngơi cũng cái phạt sắp quầy á, xe bớt đó. Nãy mình nói là 800 mét, bây giờ mình đi tới chỗ này nè là một cái số, là một ngàn ngàn mét là một cái số. Đây vẫn là 800, sao nó vẫn để 800 mét? Đi xuống tới đó mới nhẹ. À, xuống tới cái nhà đó, cái chỗ ngồi rồi đó. Này 9 hả? Nãy 8 này giờ 9 rồi. Hey, I saw behind. I think it's you. Oh, yeah, wow, very cool. My sister. Oh, my sister, Nancy. Oh, hello. Linda. Yeah, nice to meet you. You know, she should come to visit me. She's from California. Oh, yeah, that's good. Yeah, yeah. Nice meeting you, huh? Yeah. How's everything? Yeah, how are your trip? How are your trip? Okay. Yeah, they're very nice. Yeah. Today a little cold, I'm lazy, you know. Yeah, but my sister want a coffee. I said, okay, better. But a coffee, yeah. Want a coffee and maybe a little walk. Today, right? But I would like to introduce her about the coffee. So, đây là không được bơi, không được. Cái này chỉ không bơi được câu cá. Đây tới ngay chỗ nhà nghỉ đây. Này nó có nói lý do tại sao nó xây cái này. Nó là cái hồ này. Đây có cái bản đồ để chỉ đi ra ngay chỗ cái Sài Gòn Phạt. Nên mình đang ở đây là ở Sài Gòn Phạt đây. Đó, Sài Gòn Phạt. Và chị mình đang đi tám với người bạn. Hill Ontario. Em nói chỉ cái đường đi mà nào. Để mình đi ra cái phạt này. Cái phạt Sài Gòn phạt ngay cái điểm chọn này.
Chắc là mình phải đi từ dưới kia mình đi lên thì mọi người sẽ dễ thấy hơn. Điểm xuất phát ở đây xong là Lake Shore. Ngoài ra những cái bản đồ nó chỉ như này QEW Greenway. Chắc cái này là những cái đường highway đó. Greenway Dundas Street. Nhưng này là Burhamton Highway 400. Từ cái Dundas Street để đi lên. Arlington Highway, Arlington, Sài Gòn Park, Arlington Street, wow, đi như thế nào? Nó từ dưới là đi lên nè. Bà chị mình đi vòng nữa rồi. Mình đi vòng nữa với bạn bên kia rồi. Hôm nay 2 độ cũng không lạnh. Nhưng mà mình chỉ cần mặc cái áo thun ở trong với cái áo bên ngoài. Không có mặc đồ bên trong kỹ lưỡng gì cả. Đi tới đây là bắt đầu cái điểm xuất phát là Zero nè. Mình mà điểm xuất phát là Zero là không là điểm xuất phát ở đây. Mình đi hết một vòng này á. Tới đây là 1000 mét. Chị mình đang đi xuống kia rồi. Thôi mình dừng ở đây.